Trong tập trước, Huy Núp đã gọi điện cho Bầu và một con quái vật khổng lồ Bầu xuất hiện. Nó phá từ nhà này đến nhà khác của làng Sinh Tố. Và sau đó mình nghe được rằng cách để tiêu diệt con Bầu chính là... Khi nó bắt đầu lên vòng xoay, mấy chỉ cần đập cái vòng xoay là nó trở về bình thường thôi. Sau đó, cả đám lên kế hoạch kỹ càng. Nhưng rồi, Huy đã sải chân và chui vào miệng con Bầu. Ủa, đây là đâu vậy? Sao tự nhiên có mấy cái tiền... Cái gì vậy? Thì chính là Bầu mà. Ê, mày đừng làm gì với tao nha. Chị chăm sóc em á, đừng nói là mình phải trồng trẻ cho Bầu đó nha. Trời ơi, là chăm sóc Bầu cho nó hiện lên nguyên một cái thanh thịt ở trên luôn nè các bạn ơi. Ừ, trời ơi, bây giờ phải làm sao đó. Ủa, hình như là đây là đường thoát đúng không ta? Ủa, trời ơi, cái gì vậy? Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ trốn thoát ra khỏi đây các bạn ơi. Được rồi, thoát ra khỏi đây các bạn. Không phải lỗi em hả? Chết rồi, tôi lại quay trở về hồi nãy nữa rồi. Hình như là nếu tôi không phục vụ cho Bầu là tôi sẽ bị trở về thời gian ban đầu các bạn ơi. Tức là nếu mà tôi cố chạy tôi sẽ bị ở căn nhà này mãi thôi các bạn ơi. Không được rồi. Trời bụng quá, sắp hết chịu nổi rồi. Được rồi, bye bye bye. Bầu lên nè, bye Bầu lên nè. Ok ok, được rồi, bây giờ tôi sẽ đem qua cái chỗ chỗ nào cho ăn, chỗ nào là hình như là cái chỗ bên kia thì phải đúng không ta? Trời bụng quá. Trời ơi, nó bắt đầu riêng đi rồi. À, không được. Được rồi, đặt xuống nè, có miếng thịt cho bé nè, đây nè. Ngon chưa ngon? Ôi, nó về bình thường lại rồi kìa các bạn ơi, nó no rồi. Thì ra bây giờ nếu mà Bầu muốn chơi game là nó sẽ hiện cái hình cái trái banh lên đầu nè. Bây giờ mình sẽ đưa nó tới cái chỗ chơi game các bạn ơi. Chỗ chơi game là chỗ nào ta? Để tôi xem qua bên này phải không? Ủa, bên này hình như là đúng rồi nè. Có cái chỗ chơi game nè, xe đồ quá trời luôn. Xuống đây. Thôi được rồi, chơi Bầu muốn chơi nè, Bầu muốn chơi nè. Muốn chơi đá banh. Trời ơi, tôi mới kiếm cái trái banh nữa. Ở đây chơi banh đúng không? Rồi đây tôi kiếm coi. Trời chưa có nữa trời. Trời có cái đâu. Trời ơi. Trời ơi, đừng gọi, đang kiếm. Trời, con chạy đâu chạy. Trời ơi, đang kiếm, đợi tí. Lấy nhìn lên nào, lấy nhìn. Trời ơi, cho cái đầu gì, đầu lâu gì ghê quá gì. Đang chứ gì, toàn mấy cái đầu ghê không à. Trời ơi, không tay. Giờ qua lầu ta hết muốn chơi rồi, ta muốn ăn ơi. Là cái cảnh này, tức nghĩa là mỗi lần tôi mà chết một cái là tôi sẽ quay trở lại ngay đúng thời điểm này các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ tôi phải làm lại từ đầu thôi. Được rồi, lúc bên đây lẽ là tìm kiếm bên đây, xem bên đây có không đây. Đây rồi, một trái banh. Được rồi, có banh rồi nè. Chơi đâu. Ôi, chết tôi rồi, tôi lỡ chồng tức nó hết ta. Ôi, chết rồi, nó tức điên rồi. Ôi, vui á. Ôi, trời ơi, may quá, đỡ quá. Các bạn hỏi chơi tiếp đây là trời lấm banh nè, cha đó. Trời ơi, tôi không hiểu sao nó thích cái trò này được. Trời nè. A few moments later. Mệt quá các bạn ơi, chừng nào tôi mới được thoát ra khỏi đây đây. Nhưng mà nãy giờ tôi chưa thấy một cái đường nào thoát ra khỏi đây cả. Ôi, trời ơi là trời. Trời ơi, nhìn người nó dở quá kìa, đi tắm mà. Thôi được rồi, lên đi. Ok, bây giờ chỗ tắm là cái đường nào ta, cái đường bên nè. Tôi biết rồi. Bên đây đúng không ta? Đúng rồi. Hạ xuống này, xuống đi. Được rồi, nên mở cái vòi nước lên nè rồi. Nước bắt đầu tuôn ra rồi đó các bạn ơi. Rồi sau đó là cái xà phòng đâu. Đây, cái xà phòng này được rồi. Cha nè. Trời ơi, các bạn ơi, công việc này đúng là như là chăm em bé vậy các bạn. Mệt ghê luôn á trời. Kì. Rồi bây giờ nó sạch rồi nè các bạn ơi. Trời ơi mệt quá, nãy giờ làm cả đống thứ luôn. Rồi nào nè, cho nó ăn, cho nó chơi vậy lại, cho nó đi tắm nè, mệt thiệt chứ. Được rồi, ok. Ôi ơi, vậy là Bầu muốn đi ngủ á. Trời ơi, được rồi, đi ra nè, trời ơi, được rồi. Thôi bây giờ, nếu mà tôi cho nó đi ngủ thì tất nhiên là tôi có thể làm gì làm được đúng không các bạn. Hợp lý đó. Thôi đi thôi các bạn. Ủa sao có tiếng chuông vậy, hình như có ai ở ngoài hả ta? Hình như tiếng chị đang bị mà đúng không? Đi ngủ hay là cho mở cửa đi ta? Được rồi, mình ra mọi người. Cái gì vậy? Đây không phải là Nabi dắt lại tôi gà thiệt các bạn. Đây là giả mà. Tôi lòng anh thôi, em dám phản bội tôi. Cái gì? Thôi được rồi, bây giờ cuối cùng ta đây. Chết rồi. Lại như hồi nãy rồi. Được rồi các bạn, lần này không được mở cửa các bạn. Tôi chắc quyết không mở cửa. Được rồi, chỗ ngủ hình như là ngủ ở đây ta. Bao ngủ ở đây đúng không nè. Ngủ đây.
rồi, ngủ khỏe nha, ngủ khỏe, ngủ đẹp nha. Thôi được rồi, tắt đèn nè. Tắt nè. Ok ok, cứ ngủ đi nha, cứ ngủ đi nha. Hôm nay mình lùi ra từ từ nè. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ quan trọng hơn là làm sao tôi thoát ra khỏi đây. Bây giờ chắc chắn ở bên ngoài kia là có những cái tên bao giải dạng rồi. Trong đây thì không có đường nào hết các bạn. Bây giờ làm sao đi, trời ơi. Ôi trời. Ủa cái gì? Tiếng gì nó cứ ở đằng sau lưng ấy, giống như ai đang đập vậy ta. Tiếng gì ở đây các bạn? Tôi cảm giác có gì ở đây đó. Không lẽ là có một cái gì đó ta? Khoan nè, để tôi kéo cái tủ này ra nè. Ok, để tôi xem qua. Ở đây đúng rồi, một con đường nè các bạn ơi, chính là nó. Có khi nào là một đường thoát ở đây, tôi đi vô coi. Nhưng mà cũng phải cẩn thận, tôi nghi là có cái gì ở đó ở đây lắm nè. Ở đường này có gì đây? Nghe tiếng quen. Ok vậy. Ôi mọi người, cái cơ. Chết rồi. Cái gì cái cơ đang cơ ta mọi người kìa. Không được rồi. Chết rồi, làm sao lên đây? Bây giờ tôi sẽ nhảy lên đây và nhảy lên đây. Trời ơi, nó tới sát cái đầu tôi rồi, chú giúp tôi. Biết coi, đang nhảy lên đây, nhảy lên đây. Và bây giờ tôi chỉ cần bám vào cái này nè. Hãy cho bám được rồi. Và bây giờ mình chỉ cần hơi lên tới thôi. Trời ơi, chú giúp tôi, nó sát cái đầu rồi. Và cất nè, được rồi. Mọi người có ổn không vậy? Trời ơi, nó tới gần cái đầu của tao luôn rồi nè. Trời ơi, nó tới gần cái đầu con gà luôn kìa. Vậy mọi người luôn. Thôi được rồi, để tôi giải cứu mọi người nè. Hãy cho xuống đi. Ôi trời, coi to gà coi. Được rồi, chắc biết cho. Chị đã bị đó. Được rồi, chị đã bị đó. Chà. Ôi trời. Mọi người có sao không? Ghê lắm á, không bình thường chút nào cả. Không bình thường á. Trời thì đúng rồi. Hồi nãy bây giờ thoát ra, bây giờ chỉ còn hình như là đường ở đó thì phải. Thôi hai chúng ta. Trời ơi, đứng ngoài đằng sau. Chạy đi mọi người ơi. Đây là cái gì sao xung quanh mình toàn những cái tủ không vậy? Ê, núp vô cái tủ đi mọi người, núp vô. Đóng cửa lại mọi người trốn cho vậy, mọi người trốn cho. Nữa kìa, nó đang nhìn xung quanh kìa các bạn ơi. Ừ, chết rồi, nhưng mà cái cánh cửa ở ngoài kia hình như là nó đã bị khóa rồi. Nhưng mà làm sao chúng ta tới được đó đi ta? Để tôi cho tôi có một cục đá nè. Ủa, cái gì vậy? Wow, trời ơi, cục đá ra kìa. Ôi, nó sẽ chạy ra kiểm tra. Được rồi, mọi người, di chuyển lên. Ok, tôi sẽ núp vô đây. Đóng cửa lại, mọi người chạy lên đi bộ. Chắc chứ chạy, chị Na chạy lên được kìa. Trời ơi, mọi người chạy lên rồi. Đừng núp vô cái cửa tiếp đây. Ôi giời ơi, ủa còn tô gà đâu ta? Ok, ủa sao cái hộp này nó di chuyển vậy? Ôi ơi. Trời ơi, sao tao là tô gà nè. Trời, tôi thấy cái chân tô gà. Ôi, từ từ nha, tô gà, tao thấy có mấy con bầu đang đằng sau mày kìa. Thời đây tôi kiếm có cái gì để có thể dụ được con này không đây? Có gì không ta? Có một cục đá. Được rồi, để tôi lấy cục đá này, sau đó là tôi sẽ sử dụng lên cái con bâu này nè. Hãy chưa. Được rồi, tôi chặt lên. Bây giờ con bâu đang nhìn hướng khác. Bây giờ tôi mở cửa ra và tôi sẽ quăng nè. Và sau đó đóng cửa lại. Cái này di chuyển lên sau kìa. Được rồi, mọi người ơi, di chuyển lên đây. Ok, được rồi, tôi sẽ lộn cái chìa khóa luôn nè các bạn ơi. Hãy chưa. Thôi được rồi, vô nè mọi người. Đi, mở cửa đây. Được rồi. Ôi, con bâu này, nó nhìn thấy mình rồi kìa. Được rồi, mở cửa lẹ nào. Hãy chưa. Đóng cửa lại. Ôi, em đâu. Trời, chị Na làm em xíu nữa lậu ra. Ôi, nhưng mà khoan đó, sao chỗ này nó tối thui gì? Trời ơi, chị Na xíu nó làm em lậu rồi. Tối thui á. Đúng rồi, sao chỗ này nó tối thui vậy? Trời ơi, tôi không thấy được vậy luôn rồi. Bây giờ làm sao qua đây trời? Chúng tôi thấy rồi, chẳng chưa có những mấy cái rìu rồi mấy cái cửa ghê quá vậy. Ôi, trời ơi. Cái gì? Camera hả? Trời, cái camera thì làm được cái gì? Ồ, chụp nó sẽ gọi là nó sáng lên một xíu á. Rồi, thử. Chụp nè. Trời ơi. Ê, mọi người, như mỗi lần tôi chụp là con bầu nó sẽ thấy mình và nó sẽ tấn công mình. Ok. Trời ơi, đúng rồi, vậy chúng ta phải từ từ nha. Từ từ nè, anh em nhảy qua đây chứ đi. Tôi nhảy qua đây trước nè, nhảy qua đây. Ủa, tính nào mà nhảy từ bên kia chứ đúng không ta? Từ anh em cứ nhảy qua đây chứ đi. Sau đó là chúng ta sẽ đứng ở đây để tôi chụp nè. Sau đó chúng ta sẽ chụp tiếp nè. Cái gì vậy? Ghê quá. Ở vậy được, tiếp tục chúng ta có thể đi tiếp nè. Ok rồi. Nhảy qua đây. Ok. Được rồi, đem chụp nè. Hãy cho. Trời ơi, ở chưa có lava đó. Mọi người nên nhảy xéo xéo qua một bên nha. Nhảy qua hướng bên nè. Hãy cho. Rồi, nhảy qua đi mọi người, nhảy qua đây. Ôi trời ơi. Chị đã bị nhảy được rồi. Coi chừng đằng sau lava rớt xuống luôn nha. Đem em, tôi gà xính ra đưa chụp qua chỗ này nè, sẽ có gì đây. Ok. Chụp nè. Ui, ở đây là một con đường thẳng nè, nhưng mà toàn sẽ là lực cái cây. Ôi, tôi gà con chó. Ôi, trời ơi. Được rồi, đến lúc tôi mới nhảy qua luôn nè các bạn. Ok, một phát là nhảy qua luôn, một phát là chạy qua luôn nha anh em. Một qua là chạy qua. Qua coi. Còn hai người còn lại, cố lên. Chạy qua đây, đúng rồi. Tôi chụp cho mọi người chạy qua là nhảy qua. Đúng rồi. Let's go. Trời ơi, đúng là chỗ này kinh nghiệm tôi chụp là ui toàn những cái con bầu không kìa các bạn ơi. Chụp một cái nha các bạn xem nè. Trời ơi, đúng là ghê thiệt nè. Mày ngon mày thấy là mày người ta. Tụi bay. Ôi giời, ghê quá. Thôi được rồi, chúng ta đi tiếp rồi nè các bạn ơi. Đi nào mọi người ơi, let's go. Yeah.
Ôi, ủa, tụi mình quá đâu mà nhìn nó đỏ lẹ đỏ lét vậy? Trụ gì mà có hình gì tùm lum vậy? Ủa có hình gì? Ủa hình trái bóng nè. Ủa đúng rồi, hình cái giường nè, gọi hình miếng gà. Ở đây là cái xà phòng đó nè. Ủa nhưng mà khoan đã, ở chính giữa đó chính là một cánh cổng. Đâu đây tôi bước cho thử ở đây có gì không ta? Đau quá vậy trời. Mình không được bước cho, để tôi bước cho thử lại cái nữa coi. Có phải là nó vậy không vậy? Trời ơi các bạn. Đây là không được bước vô rồi, làm sao tụi mình bước vô đây trong khi hình như là có một cái xích nó khóa lại, nó không cho mình vô. Tôi nghĩ là mình phải phá những cái trụ kia đó, hình như là đó là những cái yêu cầu của bầu kìa, nhìn kìa. Ồ đúng rồi, đúng rồi nè, đúng rồi đúng rồi. Những cái giường rồi, giường cái muốn đi ngủ nè, giống như là cái đá bóng là muốn đi chơi nè, rồi con gà là muốn đi ăn, rồi cái xà phòng là muốn đi tắm. Thôi được rồi, mỗi người một cái trụ đi, tôi đẩy cái này xuống trước nè. Được rồi, rồi mọi người bắt đầu đẩy đi, chị Đa Bi nè, chị Đa Bi đẩy đi. Wow, chị Đa Bi lật đổ rồi kìa. Tiếp tục tới. Ôi ôi con dắt này dắt nè. Wow, dắt nó làm đỏ rồi. Được rồi, tới lượt tôi là người cuối cùng nè. Ồ cái gì? Con đó kìa, cái con bao này người muốn gì? Chắc ra cái con bao đây. Giúp tôi đi. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải quyết tâm. Đã đuổi nó ra, đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ đẩy cái cuối cùng này nè. Được rồi. Ôi, bây giờ hình như là bao xe. Ủa cái gì? Ủa, mở trời ơi, cái cổng mở kìa mọi người. Ủa cánh cổng nó mở ra rồi ha. Được rồi, vậy chúng ta đi về thôi nào mọi người ơi. Ủa cái gì? Đừng bỏ bầu hả? Ủa vậy cái gì vậy? Ủa mọi người đi về rồi kìa. Trời ơi. Trời ơi, các bạn hãy sao nghe bầu tội quá vậy? Trời ơi là trời. Tôi có nên mang bầu về không? Các bạn chưa thấy nó tội quá. Nhưng mà tôi cũng sợ nó sẽ lại điên lên và tấn công tôi nữa các bạn. Thôi mình không nên dương díu đây, các bạn nên đi về thôi. Ôi vậy vậy hả? Trời ơi, có nên không ta? Thôi được rồi, chắc tôi bế bầu vậy. Thôi được rồi, lên nè, lên nè. Thôi được rồi, các bạn ơi, tôi đem bầu về rồi. Giờ cái đó cho các bạn đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ. Đừng quên là bấm video trước màn hình là mình cũng có làm một video về. Nếu tôi gọi bầu vào 3 giờ sáng thì sao? Trời ơi, kinh vậy. Ôi ơi, bầu vừa trở lại rồi, mà nhìn to hơn nữa các bạn ơi. Tôi cảm giác không ổn nha. Nhưng mà thôi, cứ mang về đi rồi tính. Ok, được rồi, tạm biệt các bạn.